Chào các bạn đã đến với chương trình 60 giây của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Lần trước chúng ta đã bàn về cách tìm việc làm. Lần này chúng ta sẽ nói nhiều hơn về những cái điều lưu ý khi mà chúng ta tìm việc làm tại Úc. Chính phủ Úc quy định mỗi sinh viên trong thời gian học chỉ được làm thêm không quá 20 giờ một tuần. Riêng ở những cái kỳ nghỉ thì có thể làm việc toàn thời gian. Và thủ tục thì sau khi đến Úc để được quyền làm thêm thì sinh viên phải xin visa làm việc. Tuy nhiên, có nhiều người ví dụ như có thể làm thêm ở chợ Queen Victoria thì buổi sáng làm 2-3 giờ sau đó đi học và trước khi về nhà có thể làm thêm 2-3 giờ nữa. Công việc làm ở chợ thì được trả tiền mặt, do đó thì bộ di trú của Úc không thể tìm ra bằng chứng là mình làm việc lậu thuế. Do đó sinh viên Việt Nam cũng hay lựa chọn cách này nếu mà có quen biết. Ngoài ra theo quy định thì học sinh nhận lương qua hàng với ngân hàng với mã số thuế. Tuy nhiên khi mà các bạn làm việc mà không có ký hợp đồng và thỏa thuận rõ ràng như thế này thì cũng không ai kiểm tra được cái số tiền vào tài khoản các bạn, thì các bạn cũng không bị quy tội là làm việc lậu thuế được. Tuy nhiên cái việc này cũng có những cái bất cập như sau. Ví dụ như là những khi mà có những cái tranh cãi về tiền lương hoặc là về giấy làm việc thì các bạn sẽ khó mà tự mình xử lý được chuyện này, bởi vì không có hợp đồng hay thỏa thuận rõ ràng hết. Ngoài những vấn đề như lương bổng, giờ giấc làm việc, điều kiện làm việc thì du học sinh Việt Nam cũng có một vấn đề tế nhị liên quan đến chính phủ Úc và với chủ việc. Cái nhà hàng Việt Nam hay Trung Quốc trả từ 8,5 cho tính chính theo Úc, cùng lắm là 10 đô. Nhưng mà cái giá này thực ra là phổ biến và đó cũng không phải là cái giá cao, do đó có thể coi như là sinh viên Việt Nam thường bị ép giá khi đi làm việc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.